hẳn bạn vẫn còn nhớ hình ảnh những cánh đồng xe đạp, ô tô điện nằm chồng lên nhau tại Trung Quốc, mặc cho nắng mưa với thời gian ăn mòn. Đây là hậu quả của nỗ lực giảm phát thải giao thông công cộng của chính phủ Trung Quốc đã bị lợi dụng để trở thành cuộc đua doanh số của nhiều hãng xe. Giờ đây, những nghĩa địa này sẽ chuẩn bị mở rộng và lấp đầy với tốc độ còn nhanh hơn nữa khi chính phủ Bắc Kinh đã thông qua một khoản trợ cấp mới cho xe điện với yêu cầu còn kỳ lạ hơn trước khi khuyến khích loại biên những mẫu xe năng lượng mới chỉ sử dụng được 6 năm để chuyển sang xe điện mới cùng những ưu đãi đi kèm. Điều này đã gây ra một mối lo ngại to lớn tại Trung Quốc khi chính phủ nước này đang muốn thay máu xe điện một lần nữa và thải ra môi trường những chất thải nguy hiểm không kiểm soát. Vậy chính sách mới của chính phủ Bắc Kinh đối với xe điện là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc đã chi 230,8 tỷ đô la cho ngành xe điện nước này và hỗ trợ cho người dân chuyển đổi năng lượng xanh một cách hào phóng để đổi lại vị thế là cường quốc xe điện lớn nhất thế giới. Theo phân tích được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, chỉ có 6,74 tỷ đô la được tung ra từ năm 2009 đến năm 2017. Tuy nhiên, con số đó gần như đã tăng gấp 3 trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 và sau đó lại tăng mạnh hơn nữa từ năm 2021. Điều đó lý giải tại sao Trung Quốc lại có thể đạt được ngành công nghiệp xe điện đáng kinh ngạc như vậy trong vòng một thập kỷ, trong khi Mỹ hay châu Âu vẫn đang loay hoay để làm ra một chiếc xe điện giá rẻ như Bắc Kinh. Cơ quan này lưu ý rằng chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ xe điện theo nhiều cách khác nhau. Điều này bao gồm giảm giá, miễn thuế cũng như tài trợ cho cơ sở hạ tầng. Trên hết, chính phủ mua xe điện cho chính mình và hỗ trợ các chương trình nghiên cứu và phát triển ô tô. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, ước tính của họ là rất thận trọng và thậm chí không tính đến tất cả các cấp độ hỗ trợ của chính phủ. Điều này bao gồm các ưu đãi của địa phương, quà tặng đất đai, giảm giá điện và trợ cấp cho các nhà cung cấp. Nhưng có thể thấy khoản trợ cấp này đã chứng tỏ được sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong ngành công nghiệp ô tô nước này. Không riêng các nhà sản xuất ô tô, ngay cả các nhà sản xuất năng lượng của Trung Quốc cũng được hưởng lợi từ khoản trợ cấp này. Gã khổng lồ CATL chuyên sản xuất pin cho ô tô điện được cho là đã nhận được khoản trợ cấp khổng lồ lên đến 809,2 triệu đô la vào năm 2023. Con số gấp 10 lần số tiền họ nhận được vào năm 2018 và gần gấp đôi vào năm 2022. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, con số khoản trợ cấp này đã bị dừng lại và khi nhận thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến, chính quyền Bắc Kinh đã mạnh tay chi thêm tiền cho đợt trợ cấp thứ hai. Theo thông tư do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia NDRC và Bộ Tài chính Trung Quốc công bố hôm thứ Ba ngày 23 tháng 7, những người tiêu dùng thay thế ô tô thông thường bằng ô tô điện sẽ nhận được khoản trợ cấp 20.000 nhân dân tệ, tương ứng với 2.770 đô la cho mỗi xe, gấp đôi mức 10.000 nhân dân tệ được công bố vào tháng 4. Thông tư cho biết, tất cả các chính quyền khu vực được khuyến khích hỗ trợ mua xe cho mục đích thay thế. Khi người tiêu dùng bỏ ô tô đã qua sử dụng, cần thực hiện các biện pháp để tăng cường mua ô tô mới. Hiện tại, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, thấp hơn gần 0,4 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng mà các nhà cung cấp dữ liệu tài chính dự đoán. Chi tiết hơn về khoản trợ cấp này, xe điện là một trong những điểm sáng của nền kinh tế Trung Quốc kể từ năm 2020. Vào tháng 6, tổng cộng 856.000 xe thuần điện và plug-in hybrid đã được giao đến tay người tiêu dùng Trung Quốc, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu của Hiệp hội Xe khách Trung Quốc CPCA, nó đã tiếp nối mức tăng 29% trong tháng 4 và mức tăng 38,7% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy một cách hiệu quả sự tăng trưởng của ngành xe điện Trung Quốc, vốn chiếm gần 60% tổng lượng xe giao hàng trên toàn cầu. Gao Shen, nhà phân tích độc lập tại Thượng Hải cho biết, giải thưởng 10.000 nhân dân tệ được công bố vào tháng 4 có thể không đủ để tạo ra một đợt mua xe tăng vọt khác như mong đợi của các quan chức cấp cao. Nhiều người hâm mộ xe điện có ý thức về ngân sách và chỉ những ưu đãi mạnh mẽ hơn mới có thể kích thích nhu cầu mua hàng của họ. Theo dự báo của Fitch Ratings, vào tháng 11,
Ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số 20% trong năm nay, so với 37% vào năm 2023. Đồng thời, tác động từ cuộc chiến thuế quan với châu Âu cũng là một phần nguyên nhân khiến sản lượng xe điện của Trung Quốc dư thừa. Và gói trợ cấp mới này có thể coi như là một biện pháp kích cầu khi mà Mỹ dự kiến sẽ tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc lên 100% vào cuối năm nay, tăng từ mức 25% hiện nay. Vào tháng 2, BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới và tại Trung Quốc, cũng đã có động thái kích cầu tương tự khi khai hỏa loạt đạn đầu tiên trong cuộc chiến giá cả, giảm giá gần như toàn bộ xe của mình từ 5 đến 20%. Sau đó, giá của 50 mẫu xe thuộc nhiều thương hiệu khác nhau đã giảm trung bình 10%. Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo vào tháng 4. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại rằng động thái này có thể sẽ làm mở rộng thêm nữa những bãi nghĩa địa xe điện tại Trung Quốc. Cách đây không lâu, một nghĩa địa ô tô điện đã bị phát hiện ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, với hơn 10.000 chiếc xe điện Netavi còn mới tinh, chưa đăng ký, đang dầm mưa dại nắng trong bãi tập kết chờ ngày tiêu hủy. Không những vậy, trong bãi đậu này ở Hàng Châu có rất nhiều xe Toyota BZ4X và Volkswagen ID.3 chưa gắn biển số, đỗ cạnh các xe Geely và Byce gắn biển taxi cùng một số xe bị tai nạn. Những chiếc xe này là hệ quả của việc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã vung tay quá chán nhằm nhận trợ cấp từ chính sách khuyến khích phát triển xe điện của chính phủ nước nhà. Những cánh đồng xe điện thải loại này không phải là hình ảnh hiếm thấy ở Trung Quốc, mà có ở hàng chục thành phố ngay từ năm 2019. Đặc điểm chung là các xe giống nhau đỗ san sát thành từng cụm. Dấu hiệu cho thấy chúng bị bỏ hoang từ lâu và cỏ dại đã mọc đầy xung quanh và phủi bụi. Đây là những xe được phục vụ trong ngành gọi xe của Trung Quốc. Những mẫu xe có vòng đời ngắn ngủi do sức cạnh tranh quá nóng của thị trường xe Bắc Kinh và nhiều nguyên nhân khác. Nhưng với khoản trợ cấp mới này, những bãi xe này sẽ được lấp đầy bởi loại xe mới có tên xe 6 năm tuổi. Trong đó, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra hướng dẫn cụ thể để hưởng khoản trợ cấp như sau. Trong chính sách đổi trả ô tô, chính sách giải thích rõ ràng định nghĩa về ô tô cũ, tức là điều kiện tiêu hủy cá nhân đối với ô tô khách chỉ giới hạn ở loại xe tiêu chuẩn khí thải quốc gia 3 trở xuống trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 và tháng 4 năm 2018. Xe năng lượng mới được đăng ký trước ngày 30 tháng 3. Nói đơn giản hơn, nhà nước Trung Quốc đang hỗ trợ, khuyến khích xe chạy bằng xăng có 13 năm tuổi và xe sử dụng năng lượng mới 6 năm tuổi phải bị loại bỏ và thay thế bằng xe mới để được trợ cấp. Lập tức, hướng dẫn xe điện bị loại bỏ sau 6 năm hoạt động đã trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc và gây ra cuộc đối đầu gay gắt giữa nhóm người dùng xe điện và xe động cơ đốt trong. Thậm chí có quan điểm cho rằng ở cấp quốc gia, Bắc Kinh đã thừa nhận rằng tuổi thọ sử dụng của xe điện chỉ bằng một nửa so với xe chạy xăng. Mục đích đằng sau việc này là để liên tục đẩy nhanh quá trình lặp lại và thay thế các sản phẩm mới, mở rộng nhu cầu trong nước và kích thích sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô. Trên thực tế, đề xuất loại bỏ xe điện cũ thay thế xe điện mới không phải do chính sách này để nhằm kích thích tiêu thụ ô tô. Ngay từ tháng 4 năm nay, 7 cơ quan trong đó có Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc đã làm rõ chi tiết chính sách thay thế ô tô cũ bằng ô tô mới. Truyền thông Trung Quốc cũng lý giải, mặc dù đây không phải là chính sách bắt buộc đối với xe điện bị loại bỏ sau 6 năm và nghe có vẻ hơi đáng báo động, nhưng các phương tiện sử dụng năng lượng mới hiện nay đang gặp phải những vấn đề thực sự như vòng lặp nhanh, độ bền đáng ngờ và dần chuyển sang các sản phẩm điện tử. Một lý do quan trọng để người dùng ưa chuộng các phương tiện sử dụng năng lượng mới và là trở ngại cho việc phát triển hơn nữa các sản phẩm năng lượng mới. Đơn cử như thương hiệu Zeekr của Trung Quốc gần đây bị phản đối cực lực vì trong vòng 6 tháng cho ra mắt đến 3 thế hệ sản phẩm. Rõ ràng Zeekr đã tung ra những sản phẩm có khả năng lái xe thông minh hơn, pin tốt hơn và trải nghiệm buồng lái tốt hơn trong vòng nửa năm. Điều này đủ cho thấy năng lực và công nghệ R&D của Zeekr đã được tích lũy. Nhưng nó cũng chứng minh một thực tế rằng, trong kỷ nguyên ô tô mới, khả năng lặp lại và tốc độ cập nhật sản phẩm của phương tiện sử dụng năng lượng mới sẽ nhanh hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Với mục đích ban đầu của chính sách,
để thực sự là một biện pháp quan trọng nhằm mục tiêu tiêu thụ ô tô và mở rộng nhu cầu trong nước. Trên thực tế, tiêu thụ ô tô trong nước không tăng đáng kể trong những năm gần đây. Nhưng nếu thúc đẩy theo phương thức cây gậy và củ cà rốt như vậy, thì không biết số lượng xe điện phế thải của Trung Quốc sẽ chất cao đến nhường nào. Nhất là đối với pin xe điện, Bắc Kinh vẫn chưa có ngành công nghiệp phát triển để tái chế lại, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc đã tạo thêm đột phá. Người ta dự báo cuộc đua giảm giá khiến doanh số xe điện tăng vọt trong quý sẽ kết thúc vào tháng 6, quý mà khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Khoản tiền này cũng giúp người tiêu dùng có thêm lý do để quay lại với dòng phương tiện này, khi Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Fan Tae Jiang, người sáng lập là nhà cung cấp dữ liệu xe điện CNEV Post có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, vì Trung Quốc đưa ra các khoản trợ cấp đã mang lại động thái lớn với cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Các nhà sản xuất sẽ tăng thêm lợi nhuận từ việc bán xe. Khoản trợ cấp này được công bố hồi tháng 4 và có hiệu lực tới hết năm 2024. Chỉ một tháng sau đó, nghiên cứu cho rằng thị trường xe điện Trung Quốc có thể đạt doanh số 2 triệu chiếc chỉ trong năm 2024, khi tốc độ điện khí hóa trong ngành ô tô Trung Quốc tăng mạnh. Trung Quốc từ lâu đã ủng hộ xe điện. Khoản trợ cấp dành cho người mua xe điện đầu tiên được áp dụng vào năm 2009 và đạt đỉnh ở năm 2010 với mức hỗ trợ lên đến 100.000 nhân dân tệ. Điều này đã giúp doanh số bán hàng tăng gấp 4 lần. Và đó cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ thông qua like, share, subscribe cũng như rung chuông nếu thông tin hữu ích. Cảm ơn đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.